xét xử vụ ba cựu công an bắn nhầm dê của dân. Sáng nay ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử ba cựu công an bắn nhầm dê của người dân vào ngày 19 tháng 1. Các bị cáo bao gồm Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1992, Bùi Tiến Hùng, sinh năm 1994 và Bùi Đình Việt, sinh năm 1984. Ba bị cáo bị xét xử về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử ba bị cáo này, nhưng phiên tòa bị hoãn do thiếu vắng nhân chứng. Theo có trạng, trưa ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở công an thị trấn Đại Nghĩa, Tùng và Nhân ngồi nói chuyện rồi rủ nhau đi bán chim. Nhóm này gọi cho Việt rủ đi cùng và Việt đồng ý. Cả ba lên xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 30G57928. Tùng điều khiển xe ô tô và cầm theo súng hơi màu đen, hộp đạn trì, hơn 12 giờ cùng ngày, cả ba đến khu vực thôn Đức Dương, xã An Phú nhưng không tìm thấy chim để bắn. Khi xe đi qua khu vực núi đốt thuộc thôn Đức Dương, Tùng nghe thấy tiếng dê kêu và đã dừng xe. Cáo trạng xác định, nhóm ba người đã nhìn thấy hai con dê xuất hiện ở chân núi đốt và Nguyễn Văn Nhân lần lượt bắn hạ cả hai con dê. Sau khi chờ đợi khoảng 5 phút không có động tĩnh gì, nhóm ba người nhặt xác hai con dê cho vào cốp xe. Lúc này anh Nguyễn Văn Ích, sinh năm 1981 ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là người chăn dê tại khu vực núi Đốt, nhìn thấy sự việc. Anh Ích đã gọi điện cho anh trai để thông báo về vụ bắn dê. Khi nhóm 3 người điều khiển ô tô đến khu vực cầu Ái Nàng thì bị 4 đến 5 người dân chặn đầu xe. Tùng điều khiển xe chạy vào đường làng, đến đoạn xe ô tô không đi tiếp được thì bị người dân yêu cầu xuống giải quyết. Sau đó phát hiện trong cốp xe có xác hai con dê. Tối cùng ngày, nhóm 3 người được đưa về công an huyện Mỹ Đức làm việc. Tại cơ quan điều tra, nhóm Tùng, Việt và Nhân khai không biết là dê của người dân chăn nuôi, tưởng là dê hoang nên bán hạ đem về. Theo có trạng, giá trị ba con dê được xác định khoảng 5,7 triệu đồng. Gia đình ba bị cáo đã bồi thường cho anh X số tiền 20 triệu đồng. Anh X không yêu cầu bồi thường dân sự và còn có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Bãi giữ ô tô bốc cháy trong đêm, hai xe bị thiêu rụi. Trong đêm, một vụ cháy xảy ra tại bãi xe trông giữ xe nằm ở ngách 68, ngõ 509 Vũ Tông Phan, Hà Nội. Vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi hai ô tô. Tối ngày 18 tháng 1, đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Xuân cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 22 giờ cùng ngày tại một bãi trông giữ ô tô trong ngách 68, ngõ 509 Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời gian trên, người dân bất ngờ phát hiện lửa bùng phát từ một chiếc ô tô nằm trong bãi giữ xe của người dân đám cháy sau đó lan sang một ô tô khác khiến nhiều người hoảng hốt sau khi nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa sau khoảng vài phút cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn theo cơ quan chức năng vụ cháy khiến hai ô tô bị hư hỏng vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ tàu Thiên Châu 7 chở quả Tết lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Truyền thông Trung Quốc đưa tin tàu Thiên Châu 7 vừa bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung để trao quả Tết cũng như một số đồ dùng cần thiết khác cho các phi hành gia. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết tàu Thiên Châu 7 rời bãi phóng vũ trụ Văn Sương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 22 giờ 27 ngày 17 tháng 1 theo giờ địa phương và cập bến trạm Thiên Cung lúc 1 giờ 27 sáng ngày 18 tháng 1. Theo hãng tin Tân Hoa Xá, tàu Thiên Châu 7 chở theo 5,6 tấn hàng tiếp tế gồm qua Tết, nhu yếu phẩm cùng các thiết bị công nghệ cần thiết cho việc duy trì hoạt động, nghiên cứu và vận hành của trạm vũ trụ. Trong đó có 90 kg trái cây, một số loại thực phẩm và đồ dùng đặc biệt giúp các phi hành gia đón Tết nguyên đán. Ba phi hành gia trên trạm thiên cung là Thang Hồng Ba, 49 tuổi, Đường Thắng Kiệt, 36 tuổi và Giang Tân Lâm, 34 tuổi. Đây là nhóm phi hành gia trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Ông Jin Rui, phó chỉ huy hệ thống quản lý phi hành gia của CMSA chia sẻ, Chúng tôi đã cẩn thận chuẩn bị những món quà bất ngờ cho phi hành đoàn trong dịp Tết Nguyên đán. Hy vọng chúng sẽ mang đến 5 con rồng độc đáo cho trạm vũ trụ. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết thêm, tàu Thiên Châu 7 còn đem cho các phi hành gia một số ổ cắm điện mới có thể thay đổi cuộc chơi. Loại ổ cắm này nhỏ và rất dễ sử dụng, dùng để bảo trì hoặc thay thế một số đồ cũ trên trạm. Tàu vũ trụ Thiên Châu 7 và 6 được phóng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2023. Chúng là một trong những tàu vũ trụ mạnh mẽ nhất thế giới, sở hữu tải trọng tối đa đến 7,4 tấn ở quỹ đạo gần trái đất. Các phiên bản nâng cấp của tàu Thiên Châu nhờ có sức trở vượt bậc đã giúp Trung Quốc giãn tần suất đưa đồ tiếp tế từ 6 tháng trên một lần thành 8 tháng một lần. Trong nhiệm vụ lần này, các nhà khoa học Trung Quốc đã thay đổi quỹ đạo của tàu Thiên Châu 7, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nhiên liệu so với thông thường, từ 6,5 tiếng xuống 3 tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm 17 tháng 1, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, kiêm phó giám đốc thiết kế chương trình tàu không gian có người lái Zhang Liwei cho biết, nước này đang lên kế hoạch phóng thêm 3 tàu vũ trụ lên trạm Thiên Cung trong năm 2024. Theo ông Li Wei, chứa nhiệm vụ này bao gồm sứ mệnh Thần Châu 18 và 19, chở theo phi hành gia và sứ mệnh Thiên Châu 8, chở hàng tiếp tế, sẽ được khởi động vào tháng 8 năm 2024. Trung Quốc đang tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiết để đưa phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030, vị chuyên gia nói thêm. Ông Li Wei tuyên bố Trung Quốc đã tìm ra công nghệ chủ chốt và bước vào giai đoạn sản xuất nguyên mẫu tên lửa hạng nặng, tàu vũ trụ và tàu đổ bộ mặt trăng tìm được nhiều phần thi thể trong vụ nổ làm 3 người mất tích ở Cà Mau. Ngày 18 tháng 1, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các thợ lặn mò tìm phế liệu bị mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn. Ba thợ lặn làm nghề mò tìm phế liệu trên sông thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương. Bước đầu, huyện Nam Căn đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình để sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, lãnh đạo huyện Nam Căn thông tin. Bước đầu, người thân của những người này đã tìm thêm được một số phần thi thể của các thợ lặn. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 1, người dân tại khu vực sông Cửa Lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển nghe tiếng nổ lớn liền tìm kiếm và phát hiện một vỏ lãi bị vỡ nát phần đuôi. Xung quanh hiện trường có nhiều bộ phận thi thể người vương vãi, Các cây mắm gần hiện trường bị rụng trụi lá, cách đó vài trăm mét, cửa kính của các nhà dân bị vỡ nát. Các nạn nhân được xác định gồm ông NNT, 42 tuổi, TVN, 33 tuổi và NCH, 16 tuổi, cùng ngụ khóm Sa Phô, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Cả ba người đều là thợ lặn mò tìm phế liệu dưới sông. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Tổng thống Đức và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước Việt Nam theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 1, nhận lời mời của Chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 1. Chuyến thăm của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đánh dấu lần thứ hai trong tháng 1 này Việt Nam đón toàn nguyên thủ quốc gia nước ngoài thăm cấp nhà nước. Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trong năm 2024 là của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Điều này cho thấy Việt Nam kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời cho thấy sự coi trọng, đánh giá cao của các nước đối với vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên thế giới. Với quan hệ Việt Nam Đức, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trên cương vị mới, diễn ra trong nhiệm kỳ tổng thống sẽ kéo dài đến năm 2027. Báo động, đại dịch thầm lặng giết chết 10 triệu người một năm. Đến năm 2050, mỗi năm có khoảng 10 triệu người chết do thuốc kháng sinh không còn hiệu quả với virus, vi khuẩn và các mầm bệnh khác. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại phiên họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thời điểm năm 2019, gần 1,3 triệu người tử vong vì tình trạng kháng kháng sinh trên một năm. Đến nay, con số này đã tăng lên 5 triệu người. Kháng kháng sinh AMR xảy ra khi mầm bệnh tự biến đổi về mặt di truyền và không còn đáp ứng với các loại thuốc được sử dụng để chống lại chúng. Theo tạp chí Fortune, hiện tại các bệnh nhiễm trùng đang trở nên khó điều trị hơn và đôi khi không thể điều trị được. Báo cáo cho thấy các bệnh nhiễm trùng đa kháng thuốc MDR và kháng thuốc rộng rãi XDR như viêm phổi, bệnh lao và các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang gia tăng nhanh chóng. Ngoài thuốc dành cho con người, thuốc kháng sinh được thêm vào thức ăn nông nghiệp nhằm giữ cho vật nuôi khỏe mạnh cũng vô tình thúc đẩy AMR. Trên thực tế, hơn một nửa số thuốc kháng sinh sản xuất ở Mỹ được sử dụng trong nông nghiệp, theo Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm AMR giết chết nhiều người hơn cả HIV và sốt rét. Trên thực tế, đây là căn bệnh nguy hiểm thứ ba trên thế giới so với các bệnh truyền nhiễm chỉ sau COVID-19 và bệnh lao. Theo tuyên bố vào tháng 11 năm 2023 của WHO, quá trình nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc chống vi trùng mới gần như cạn kiệt. Bà Stella Kyriakides, Ủy viên Liên minh châu Âu về sức khỏe và an toàn thực phẩm, gọi vấn đề này là đại dịch thầm lặng trong thời kỳ COVID-19. Bà Helen Clark, cựu thủ tướng New Zealand và cựu quản lý của Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc nói, AMR có thể im lặng. Nó đang rình rập chúng ta, nhưng rõ ràng là nó ở đó và hưởng đến cuộc sống của mọi người. Tỷ phú Indonesia hứa thưởng lớn đội nhà nếu thắng tuyển Việt Nam. Tỷ phú Eric Tohir, chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia, hứa sẽ thưởng lớn cho đội nhà nếu họ đánh bại tuyển Việt Nam trong trận đầu tối nay, 19 tháng 1. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Eric Tohir tuyên bố, có thành tích là có thưởng, thắng đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản thì sẽ có thưởng lớn. Thường nóng cho đội nhà vốn chỉ là chuyện nhỏ đối với tỷ phú xứ vận đảo, người sở hữu đội bóng nổi tiếng ở châu Âu Inter Milan. Tuy nhiên, ông Thoi không trao thưởng cụ thể. Theo CNN Indonesia, người đứng đầu của Liên đoàn bóng đá xứ vận đảo tỏ ý không thích khi phóng viên hỏi về số tiền thưởng dành cho đội nhà. Tỷ phú Thoi không muốn cầu thủ nghĩ đến chuyện tiền nong khi còn chưa ra sân thi đấu. Cựu chủ tịch Inter Milan cho biết, đừng nói ngược, chưa có thành tích mà cứ nói về chuyện thưởng, điều này không hợp lý. Ông Tohi cũng có mặt ở Qatar để sát cánh với huấn luyện viên Shin và các cầu thủ Indonesia trong hành trình tại Asian Cup 2023. Ở trận giao quân, đội bóng này thua Iraq với tỷ số 1-3 và tạm xếp cuối bảng. Dù vậy, màn trình diễn của đội bóng xứ vạn đảo vẫn có một điểm tích cực để họ duy trì niềm tin vào khả năng vượt qua vòng bảng. Để đạt được điều đó, đội tuyển Indonesia phải thắng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay 19 tháng 1. Trước đó, trong buổi phỏng vấn ngày 17 tháng 1, vị tỷ phú này đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng các cầu thủ Indonesia cần học hỏi tinh thần thi đấu của thầy trò luyện viên Tuchel. Đội tuyển Việt Nam có 7 cầu thủ quan trọng, chấn thương và vắng mặt nhưng họ vẫn có thời điểm dẫn trước Nhật Bản 2-1. Chúng tôi không được phép đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam. Điểm mạnh của họ là khi chơi cho đội tuyển quốc gia, các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt. Tôi thấy các cầu thủ Indonesia chiến đấu hết sức ở trận thua Iraq vừa qua nhưng họ cần nỗ lực hơn nữa. Nếu đội tuyển Việt Nam làm được như thế, tại sao chúng ta không thể học theo? Ông Tho Hi phát biểu. Khai thác cắt trái phép, chủ tàu ở Phú Thọ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông An Văn Minh do sử dụng phương tiện thủy nội địa để khai thác khoáng sản cắt sỏi trái phép trên sông Đà, khu Gò Đa, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn. Quyết định xử phạt nêu ông Minh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ, cửa sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50 mét khối trở lên. Cụ thể, sử dụng phương tiện thủy nội địa số đăng ký HB0602 khai thác cát sông Đà tại khu Gò Đa, xã Tình Nhuệ, khối lượng đã khai thác 131,07 mét khối nhận sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, sử dụng thuyền viên làm việc trên phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động khi chưa được đăng kiểm theo quy định, không kẻ sơn gắn số đăng ký của phương tiện. Tổng cộng số tiền ông An Văn Minh phải nộp là 1 tỷ 330 triệu 500 nghìn đồng. Ngoài phạt tiền, ông An Văn Minh buộc phải hoàn nguyên đối với 131,07 mét khối cát đã tịch thu nêu trên về lòng sông Đà tại khu Gò Đa, buộc thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn, buộc chi trả kinh phí giám định khoáng sản. Đề nghị xử lý việc nhà xe thành bưởi bập mờ bán vé trong thời gian bị tước giấy phép kinh doanh. Ngày 18 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã gửi văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp giải quyết nội dung thông tin đăng tin trên môi trường mạng điện tử liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạng Thành Bưởi. Theo Sở Giao thông Vận tải, đơn vị nắm được vụ việc trên môi trường mạng điện tử đang có thông tin với nội dung nhà xe Thành Bưởi chính thức công bố tổng đài xe đi Cần Thơ Trước đó, thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Thành Bưởi, tổng cộng 91 triệu đồng và áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thời hạn 3 tháng từ ngày mùng 3 tháng 11 năm 2023 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với công ty Thành Bưởi. Đối với nội dung thông tin trên môi trường mạng điện tử liên quan đến công ty Thành Bưởi, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn các thông tin nêu trên trong thời gian nhà xe này bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024.